Chào anh em buổi sáng nha. Bây giờ thì em xin giới thiệu một con máy DC70G cũng mới vừa về luôn. Thì chiếc này có số khung là 2001416 nha. Đó. Thì em sẽ quay sơ sơ cho anh em xem. Đây nó còn bồn lúa đồ đầy đủ hết luôn nha. Dàn chân ở đây. Quay phần động cơ đây. Bồn lúa còn đẹp luôn, 70G lúp nha anh em. Đời mới. Xích này như mới luôn. Xích quá đẹp. Quay đây thì hơi chật. Anh em thông cảm nha. Đó. Sẽ cố gắng quay cho anh em xem luôn. Em quay cái hàm đó là xong rồi, cảm ơn em nhiều nha. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53, huyện Đông Hồ, tỉnh Vĩnh Long ha. Cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Là phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.